Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Và dĩ nhiên, tôi sẽ đến với Hội Thánh của Chúa, sứ điệp ngày hôm nay ngắn gọn thôi, để cung cấp thêm cho anh em một lối sống trong Chúa, một lối sống trong Chúa dựa vào câu Kinh Thánh mà mình vừa mới nghe, không ạ? Chúa muốn chúng ta có một lối sống lành mạnh. Thế giới này không an ninh, đầy cám dỗ, đầy thử thách, đầy cạm bẫy. Satan đã thiết kế trong thế giới này những cái bẫy để bắt linh hồn người ta. Bẫy của nó có thể là tiền bạc, của cải. Bẫy của nó có thể là tình dục ham muốn xấu xa. Bẫy của nó có thể là những sự ăn chơi bề đảng ở tuổi trẻ. Bẫy của nó nhiều thứ lắm. Và con người chúng ta khi không hiểu biết lời của Ngài thì chúng ta rất dễ sa vào cái bẫy này. Và khi đã sa vào bẫy rồi thì cuộc đời chúng ta chìm dần cho đến khi đau đớn. Và nếu may mắn thì chúng ta được người khác chia sẻ phúc âm cho, để chúng ta được vực dậy, được Đức Chúa Trời lôi ra khỏi cái hố sâu đó. Còn nếu không may mắn, có những người sẽ mất luôn cả cuộc đời này lẫn với linh hồn trong cõi đời đời. Cho nên anh chị em ơi, khi chúng ta được Chúa cứu, khi chúng ta đã được biết Chúa Giêsu rồi, thì chúng ta hãy cố gắng hết sức học theo lối sống của Chúa. Vì lối sống của Chúa khiến cho chúng ta được bình an, được an ninh, được thăng tiến, được vinh hiển và hoàn thành cái mục đích mà Đức Chúa Trời đặt trên đời sống của mình. Cho nên buổi sáng hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho anh em với một chủ đề là đức tin của Abraham. Anh chị em biết á, Abraham là tổ phụ đức tin của chúng ta. Cho nên khi chúng ta học về đức tin của ông, chúng ta sẽ bắt chước được cái sự đặc biệt trong đức tin của Abraham. Đức tin Abraham có điều gì đặc biệt đến nỗi Đức Chúa Trời nói rằng ông là tổ phụ của tất cả những người tin. Tại sao như vậy? Tại sao Abraham lại được Đức Chúa Trời đặt rằng là tổ phụ của đức tin? Tôi đề xuất chúng ta hãy đóng cánh cửa lại và để yên, để cho lời của Đức Chúa Trời được rao giảng. Chúng ta đừng đi ra và cũng đừng đi vô, chúng ta khóa lại và không cần ra vô nữa, đã ra thì đi về luôn và cho nó trang nghiêm ở nơi đây. Chúng ta không để lộn xộn ở trong hội thánh của Ngài. Và tôi ước ao rằng chủ nhật tới chúng ta sẽ bắt đầu đúng 10:30 và chúng ta cho đến khi kết thúc chúng ta không mở cửa nữa. Và ai đến trễ đi về, chủ nhật sau sẽ đến, không sao cả. Và ok anh chị em ha. Đức tin Abraham có một điều rất đặc biệt. Đặc biệt bởi vì đặc biệt cho nên ông được Đức Chúa Trời chọn làm tổ phụ của loài người về đức tin. Đặc biệt cho nên Đức Chúa Trời đã dùng dòng dõi của ông để đem Chúa cứu thế ra đời. Và Đức Chúa Trời đã sử dụng đức tin của ông để làm nguồn cảm hứng cho tất cả những con cái chúng ta. Và chúng ta là gọi là dòng dõi đức tin của Abraham. Cho nên anh chị em đọc ở trong Sáng Thế Ký chương 22 câu 8 đó, chúng ta sẽ thấy cái đỉnh điểm mà Đức Chúa Trời đặt Abraham trở thành tổ phụ đức tin. Trong Sáng Thế Ký chương 22 câu 8 thì chép như thế này: Isaac bèn nói cùng Abraham cha mình rằng: Hỡi cha! Người đáp: Con ơi, cha đây. Isaac nói: Củi đây, lửa đây, nhưng chiên con đâu? Đâu có, đặng làm của lễ thiêu. Câu 8: Abraham rằng: Con ơi, chính Đức Chúa Trời sẽ sắm sẵn lấy chiên con đặng dùng làm của lễ thiêu, rồi cả hai cha con cứ đồng đi. Đây là hai câu kinh thánh gần cuối cái câu chuyện rằng Đức Chúa Trời nói với Abraham: Abraham, hãy dâng Isaac con một của người để làm của tế lễ cho ta. Anh chị em biết không, Abraham đang chờ đợi Isaac 25 năm. Ông không có con.
Sarah vợ ông, vợ chính của ông không có con. Ông chờ đợi đứa con này 25 năm. Và khi nó ra đời, nuôi nó lớn trưởng thành rồi, biết đi biết chạy rồi, biết hiểu biết rồi, lúc 10-15 tuổi gì đó, thì Đức Chúa Trời phán rằng: Abraham, hãy dâng Isaac làm của tế lễ thiêu cho ta. Và đây là điểm quyết định, điểm quyết định để Abraham có trở thành tổ phụ đức tin hay không. Và cảm ơn Chúa, Abraham đã vâng lời. Và buổi sáng hôm đó, ông cùng với Isaac con ông ra đi. Sau 3 ngày đường thì gần đến chỗ tế lễ thiêu. Thì Isaac mới ngạc nhiên, sao đi làm tế lễ cho Đức Giê-hô-va, mọi lần trước cha với con đi thì luôn luôn bắt theo một con dê, một con chiên, mà sao lần này chỉ có hai cha con đi. Thì Isaac mới ngạc nhiên rằng là hỏi cha: Cha ơi, củi đây, lửa đây, có sẵn rồi, nhưng mà chiên con đâu? Thì Abraham trả lời: Con ơi, đừng lo, Đức Chúa Trời lo liệu. Đừng lo về chuyện đó, Đức Chúa Trời lo liệu. Anh em hãy suy nghĩ về câu này. Câu Kinh Thánh này cho chúng ta biết được cái điểm đặc biệt của đức tin Abraham. Khi ông trả lời câu này thì ông nói rằng cả cuộc đời ông, tất cả mọi lĩnh vực trong cuộc đời ông, con cái ông, vợ con ông, tài sản ông, tương lai ông, tất cả mọi điều ông đặt nơi Chúa. Câu này cũng có thể diễn tả ra để cho chúng ta được học tập. Nếu như công việc kinh doanh của anh em sụp đổ xuống, công việc kinh doanh của anh em càng ngày càng đi xuống, nếu anh em có đức tin của Abraham, anh em sẽ nói: Chúa lo liệu, đừng sợ con. Nếu sức khỏe của anh em đang bị suy yếu, bị bệnh tật đau yếu, người ta nói với anh em rằng sắp chết rồi, người ta nói với anh em rằng sống còn được một tuần nữa thôi, nhưng anh em có đức tin của Abraham, anh em sẽ nói: Đừng lo, Chúa lo liệu. Nếu như gia đình anh em đang gặp nhiều sóng gió và đang trên bờ vực đổ vỡ, anh em cảm thấy không còn thể sống được nữa, chuẩn bị treo cổ tự sát, nhưng nếu anh em có đức tin của Abraham, anh em sẽ nói sao ạ? Đừng lo lắng, Chúa lo liệu. Ô anh chị em ơi, đây là đức tin Abraham, đây là kiểu sống của Abraham. Và hôm nay tôi muốn truyền đạt cái đó đến cho anh chị em. Anh chị em ơi, Chúa lo tốt hơn mình lo. Amen. Chúa lo tốt hơn nhiều. Cho nên cái bẫy của Satan là khiến cho chúng ta lo lắng thay cho Chúa. Cái bẫy của Satan là khiến cho chúng ta buồn phiền, lo lắng, bất an, mà không chịu để cho Đức Chúa Trời có cơ hội lo giùm cho chúng ta. Cho nên hỡi anh chị em, điều này cũng có nghĩa là đức tin của Abraham không đặt trên của cải, không đặt trên tài sản, không đặt trên những gì mà ông sở hữu, nhưng ông đặt trên Đức Chúa Trời. Anh em thấy không ạ? Nếu như đức tin của Abraham mà đặt trên Isaac thì có lẽ ông rất khó mà vâng lời Chúa. Anh em có amen điều đó? Khó lắm. Nhưng đức tin của ông, cảm ơn Chúa, ông không đặt trên Isaac, ông không đặt trên tài sản của ông không đặt trên những vật sở hữu của ông không đặt trên tiền bạc, ruộng đất, nhà cửa hay là bất cứ thứ gì ông có, nhưng ông đặt trên Đức Chúa Trời. Đây là điểm đặc biệt của đức tin Abraham. Anh chị em ơi, khi chúng ta đặt cái đức tin mình nơi tài sản thì chúng ta sẽ bị Satan quấy rối 24/7. Nếu anh em đặt đức tin anh em trên tiền, anh em sẽ khổ vì tiền. Nếu anh em đặt đức tin anh em trên con cái, vợ chồng, anh em sẽ khổ vì con cái, vợ chồng. Anh em đặt đức tin anh em trên bất cứ thứ gì,
thì Satan dùng thứ đó hành hạ anh chị em. Đó là sự thật. Cho nên ở đây Abraham đã đặt đức tin của ông không phải trên những sự mà Đức Chúa Trời ban cho ông, nhưng ông đặt đức tin ông trên cái đấng ban cho ông mọi sự. Khi anh chị em đặt đức tin mình trên đấng ban cho, thì khi dẫu khi anh chị em mất tất cả, anh chị em vẫn còn hy vọng nơi Đức Chúa Trời. Anh em có amen điều đó không ạ? Của cải hôm nay còn, mai có thể mất. Sức khỏe hôm nay có, mai có thể bị bác sĩ phán rằng chỉ 3 ngày được sống thôi. Gia đình hôm nay có, nhưng ngày mai có thể tan nát. Con cái có thể có, nhưng rồi nó cũng sẽ có thể sẽ lìa khỏi mình. Vân vân và vân à. Cuộc đời là đầy bất trắc. Nhưng anh chị em à, khi anh chị em đặt đức tin mình lên chỉ một mình Đức Chúa Trời là đấng đời đời không thay đổi, đấng không buồn ngủ, không chết mất, thì dẫu khi mọi sự mất đi, anh chị em vẫn còn hy vọng. Đây là điểm đặc biệt của Abraham. Abraham không đặt đức tin mình trên Isaac. Nếu như vậy thì ông đã rất khó dâng Isaac cho Chúa, rất khó để cầm dao đâm Isaac để làm của tế thiêu, tế lễ thiêu cho Chúa. Nhưng cảm ơn Chúa, ông đã đặt đức tin ông trên đấng ban cho thay vì của cải vật chất tất cả mọi thứ. Thay vì đứa con một yêu dấu của ông sau 25 năm chờ đợi, ông cũng không đặt đức tin ông trên đó. Đó là điểm đặc biệt. Ngày hôm nay nhiều anh chị em mình chưa học được, hay là chưa được nghe về cái điểm đặc biệt của đức tin Abraham, thì chúng ta dễ sa vào cái bẫy của Satan. Đó là nó lừa chúng ta, để cho nó cho phép chúng ta cứ nói rằng mình tin Chúa, tin Chúa, nhưng thực sự đức tin mình lại đặt trên những vật sở hữu chứ không phải đặt trên Đức Chúa Trời. Khi công việc anh em chìm xuống, anh em buồn rầu than trách Đức Chúa Trời. Khi thân thể anh em bị yếu đuối bệnh tật một chút, anh em oán trách Chúa, bảo sao Chúa không thành tín với con, Chúa không yêu con, Chúa không thế này, Chúa không thế nọ. Và Satan nó sẽ nói anh chị em, mày bỏ Chúa mày đi, Chúa không đáng tin cậy. Và cũng nhiều người và vì cớ này mà sa sút đức tin. Tại sao con cầu nguyện mãi mà công việc của con không đi lên? Ô, tại sao công việc kinh doanh của con không thịnh vượng? Thôi con bỏ Chúa luôn cho rồi. Đó, điều đó nói lên một điều rằng mình đã đặt đức tin mình trên công việc. Mặc dù miệng mình nói mình tin Chúa, nhưng mà thực sự lòng mình lại đặt đến công việc. Công việc đang điều khiển mình. Công việc thịnh vượng thì mình vui, công việc đi xuống thì mình buồn. Đó không phải là nó điều khiển mình là gì, có đúng không chứ? Cho nên nói với anh chị em nè, nếu mình đặt đức tin mình nơi Chúa, thì dù trái đất này có biến cải, lòng ta vẫn bình an. Đó là đức tin thật của Abraham. Dù rằng trước đứng trước giây phút Đức Chúa Trời nói với Abraham rằng hãy dâng tất cả cho Ngài, dâng những điều ông quý giá nhất cho Ngài, ông sẵn sàng dâng, mà lòng ông vẫn nói rằng sao ạ? Chúa lo liệu con ơi, đừng lo. Đang dẫn con trai mình đi làm lễ thiêu mà nó hỏi nó, Chúa lo liệu con ơi, đừng lo. Mặt ông vẫn cười. Anh em thấy đức tin Abraham không ạ? Cho nên khi kinh doanh anh em đau xuống, người ta chê trách anh em, người ta trách mắng anh em, người ta bắt đầu dè biểu anh chị em, người ta bắt đầu nói những lời tiêu cực, anh em ạ, Chúa lo liệu, đừng lo. Khi anh em bệnh tật, anh em bác sĩ nói là anh em còn 2 ngày nữa thì vô nhà sáu tấm sống, anh em nói Chúa lo liệu, đừng lo, ta sẽ sống để thuật lại công việc của Chúa. Đó là đức tin Abraham. Cho nên anh chị em, khi anh chị em đặt đức tin mình nơi vật sở hữu thay vì nơi đấng ban cho, thì Satan sẽ quậy anh chị em 24/7. Nói đến từ quậy tôi nhớ đến cô Thủy. Không biết hôm nay
Cô có bị nó quậy nữa không ạ? Satan sẽ quậy chúng ta 24/7 nếu chúng ta đặt đức tin mình trên tài sản thay vì trên đấng ban cho tài sản đó. Cho nên nếu một người đặt đức tin mình trên công việc, trên tiền bạc, trên con cái, trên vợ chồng, trên nhà cửa, thì đồng nghĩa Satan là bạn của người đó. Nói một cách rất thành thật là như vậy. Satan là bạn người đó. Ô, anh em có muốn làm bạn với Satan không? Nếu không muốn thì hãy đặt đức tin mình trên Chúa, đừng đặt trên tiền bạc, tài khoản ngân hàng, nhà cửa, xe cộ, con cái, vợ chồng, bất cứ thứ gì. Bất cứ thứ gì không phải là Đức Chúa Trời thì là tạo vật trên đất này. Chúa không cho phép chúng ta thờ phượng nó. Chúa không cho phép chúng ta đặt lòng mình vào đó. Nếu của cải thêm nhiều lên thì đừng đem lòng vào đó. Sự quyền năng thuộc về Đức Chúa Trời. Chỉ có Ngài mới làm chủ tình hình. Anh chị em nhé, chúng ta đi tiếp nha. Chúng ta đi tiếp ở đây. Vâng. Đức tin của Abraham là một đức tin đã trải qua thử luyện. Đó là điểm đặc biệt thứ hai. Đức tin Abraham là đức tin đã thử, giống như vàng đã thử rồi. Cho nên anh chị em, ở đâu mà đức tin không được rèn thử thì ở đó không có sự thăng cấp. Không có. Anh em muốn thăng cấp trong Chúa không? Phải để cho Chúa thử đức tin anh em. Anh em muốn nâng cấp không? Nâng cấp trong đời sống tâm linh, nâng cấp trong đời sống thuộc thể, nâng cấp trong đời sống tâm hồn của mình không? Nếu muốn, hãy cho phép Chúa thử luyện đức tin anh em. Cho nên những người từ chối thử luyện, những người từ chối thử thách, những người từ chối và chạy tránh xa khỏi mọi cái thử thách trong cuộc đời này để thử thách đức tin là chính là người không muốn lớn lên. Cứ mãi mãi như này không lớn. Cho nên có một câu kinh thánh rất là hay, tôi đọc cho anh chị nghe để khích lệ anh em. Trong Gia-cơ chương 1 câu 2 câu 4 chép như này: hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thọt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách trên anh em sanh ra sự nhịn nhục, nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành, trọn vẹn, không thiếu thốn chút nào. Anh chị em thấy không ạ? Cho nên ở đây sứ đồ Gia-cơ nói là hãy coi sự thử thách trăm bề thọt đến như là điều gì? Vui mừng. Chúng ta đôi khi không có được thái độ này. Thử thách một tí là mặt méo xèo à. Không à? Đến hội thánh là thôi rồi luôn, mục sư ơi, mục sư hỏi, tiêu đời tôi rồi, tiêu đời con rồi, cầu nguyện ngay cho con. Cho nên anh chị em à, có những lúc trong cuộc sống này, tôi bày cho anh em một cái cách để anh em được nâng cấp. Khi thử thách đến, đôi lúc mình đừng cầu nguyện để cất thử thách đi, mà mình hãy cầu nguyện cho những sự yếu đuối trong chúng ta mạnh lên. Anh em hiểu không ạ? Mạnh lên. Khi sự mạnh trong chúng ta mạnh cao hơn thử thách thì nó đè thử thách và nó dẹp thử thách đi. Sự cám dỗ có thể đến. Anh em nói: Chúa ơi, cất cám dỗ này ra khỏi con. Ôi tiền nó cám dỗ con, ôi tình dục nó cám dỗ con, ôi cái nọ cám dỗ con, ôi cái kia nó cám dỗ con quá, Chúa ơi cất đi. Chúa nói không, ta cho phép nó để rèn thử con đấy. Thế thì anh em nằm đó mà than à? Đừng than. Anh em phải quỳ gối xuống và nói: Chúa ơi, hãy làm cho con mạnh mẽ lên. Anh em nói tiếng lạ nhiều hơn, anh em cầu nguyện nhiều hơn, anh em kiêng ăn nhiều hơn. Amen. Cho nên tôi nói thử thách cám dỗ đến, đừng sợ hãi, đừng khóc lóc, đừng buồn phiền, mà nó phải là động lực cho anh em kiêng ăn nhiều hơn, cầu nguyện với Chúa nhiều hơn. Đấy là cách để chúng ta tăng trưởng. Ai ở trong quân đội sẽ biết. Không lẽ bây giờ anh em đi lính mà chỉ muốn làm gọi là lính quèn mãi? Phải làm sĩ quan chứ.
thiếu úy, đại úy, trung úy, đại tá, nâng cấp lên chứ. Khi anh em nâng cấp được lên, đồng nghĩa với sao ạ? Thẩm quyền thuộc linh của anh em sẽ nâng lên. Anh em sẽ ra một mạng lệnh và có thiên sứ của Đức Giê-hô-va thực thi. Các anh em phải nâng cấp lên. Nếu chúng ta không nâng cấp lên thì cuộc đời tâm linh chúng ta mãi mãi cứ như vậy. À, chúng ta sẽ không có một cái sự thăng tiến nào. Và tôi nhắc lại chân lý nè, ở đâu không có sự rèn thử đức tin, ở đó không có sự nâng cấp. Khi anh em từ chối thử thách, đồng nghĩa với anh em từ chối sự tăng trưởng. Anh em ghi nhận chân lý đó nha. Thử thách là rất quan trọng, cực kỳ quan trọng luôn. Cho nên đức tin Abraham là một đức tin đã được thử. Dĩ nhiên Abraham sống đến gần 100 tuổi rồi, ông cũng trải qua rất là nhiều thứ rồi, Chúa cũng thử ông nhiều lần rồi, cho ông có đầy đủ mọi thứ rồi. Thậm chí ông đã học biết nương dựa nơi Ngài. Thậm chí ông đã biết rằng tài sản ông có là từ Chúa ban cho. Ông không tranh giành vị Lót là cháu của ông. Khi hai chú cháu chia nhau đất đai thì ông Abraham ông nói với Lót sao ạ? Con cứ nhìn đi, con lấy bên phải thì chú lấy bên trái, cậu lấy bên trái, mà con lấy bên trái thì cậu lấy bên phải, không tranh giành gì. Điều đó có nghĩa là ông đã nương cậy nơi Chúa rồi. Nhưng để nâng cấp hơn nữa, Đức Chúa Trời đã thử Abraham, thử lần cuối cùng, đó là hãy dâng điều quý giá nhất, Isaac, cho Chúa. Và cảm ơn Chúa đến cho em, Abraham đã vượt qua thử thách này. Khi Abraham vượt qua thử thách này, ông đã được nâng cấp lên. Và danh hiệu của ông là gì anh chị em? Tổ phụ của Đức Tin. Anh em thấy không ạ? Anh em, chúng ta bây giờ là dòng dõi Abraham trong Đức Tin. Chúng ta tự hào vì mình có một tổ phụ Đức Tin. Chúng ta đã học hỏi được Đức Tin của ông. Và chúng ta hãy bắt chước ông, học theo cách đó. Và xin nhắc lại, đức tin của ông không đặt trên tài sản, nhưng ông đặt trên Đức Chúa Trời là đấng ban cho ông tài sản đó. Anh chị em ơi, khi anh chị em đặt đức tin của mình trên đấng ban cho, thì dầu cho mọi sự anh chị em có được lắc đi, anh chị em vẫn còn hy vọng trong cuộc sống này. Nhưng khi anh chị em đặt đức tin mình trên tài sản, trên những vật mà anh em sở hữu, thì Satan là bạn của anh chị em. Nó sẽ đến quấy rầy anh chị em 24/7. Và anh chị em biết điều gì xảy ra trong cuộc sống mình khi mình đặt đức tin mình trên nghề nghiệp, trên công việc, trên tài sản, trên tiền bạc, trên người nọ, trên người kia không? Anh em biết điều gì xảy ra? Tôi sẽ nói điều gì xảy ra cho anh chị em. Satan có thể đưa đến công việc cho anh chị em rất là hanh thông, nhưng con cái anh chị em hư hỏng. Khi anh chị em chạy cho lo con cái cho nó đàng hoàng xong thì công việc anh chị em phá sản. Anh chị em chạy ra lo công việc anh chị em vượt lên xong thì sức khỏe anh chị em có vấn đề. Khi anh chị em bỏ hàng tỷ đồng để chữa lành xong rồi, thì khi sức khỏe anh chị em có được ổn định trở lại rồi, thì công việc anh chị em một lần nữa sập xuống. Satan đã chơi cái liên hoàn cước, tôi gọi là liên hoàn cước của Satan mà. Cho nên nó là bạn của những người nào đặt đức tin lên những gì nó ban cho, lên những gì mà nó đang cai quản trên thế giới này. Nó đang cai quản tiền của, nó đang cai quản địa vị, danh vọng, sức khỏe, nó đang cai quản tất cả. Nếu chúng ta đặt đức tin trên đó, Satan là bạn của chúng ta, và nó sẽ quậy anh chị em bằng cách đó. Được chỗ này, hỏng chỗ kia. Gia đình êm thì công việc phá sản, công việc lên thì gia đình là địa ngục. Nó là vậy đó. Cho nên anh chị em ơi, đừng bao giờ đặt đức tin mình trên cái tài sản. Tôi đọc cho anh chị em nghe một câu kinh thánh trong Timôthê nhất chương 6 câu 17 đến câu 19 ha. Anh chị em chú ý lắng nghe nha. Hãy răn bảo kẻ giàu ở thế gian này, đừng kiêu ngạo và đừng để lòng trông cậy nơi của cải không chắc chắn, nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời là đấng mỗi ngày ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng. Hãy răn bảo họ làm điều lành, làm nhiều việc phước đức, kiếp ban phát và phân chia của mình có. Vậy thì
dồn chứa về ngày sau một cái nền tốt bền vững cho mình để được cầm lấy sự sống thật. Anh chị em thấy không ạ? Đây là lời khuyên cho tất cả anh em mình, cũng là lời khuyên cho những người đang có của cải. Chúng ta đừng đặt lòng mình vào đó, nhưng hãy tin cậy nơi Đức Chúa Trời là đấng ban cho chúng ta vật thực dư dật mỗi ngày. Mỗi ngày anh em sẽ thấy cuộc đời này rất mong manh, nay có thể có, mai có thể mất, nay đang an ninh, mai có thể bão tố. Cho nên khi mình để lòng mình nơi Đức Chúa Trời, khi mình để lòng mình nơi Đức Chúa Trời, thì sự an ninh chắc chắn sẽ đến cho anh chị em. Bởi vì Ngài không thay đổi, bão tố không giết chết Ngài, phải không ạ? Hoạn nạn không giết được chết Ngài. Tất cả mọi điều kiện khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng chính trị, khủng hoảng xã hội không ngăn trở được Ngài làm ơn cho anh chị em. Cho nên tôi khuyên anh chị em rằng hãy học cách giống như Abraham, đặt lòng tin cậy của mình vào chính Chúa. Mỗi ngày anh em cầu nguyện: Chúa ơi, Ngài là đấng cung ứng cho con, Ngài là đấng lo liệu cho con trao mọi điều cho Ngài. Chúa ơi, hãy giúp con. Và anh em cứ nở nụ cười, huýt sáo, hát ca ngợi Ngài. Anh em sống như vậy, Satan rất tức, phải không ạ? Satan nó biết rằng anh chị em là người đặt lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời, thì nó không có quyền đụng đến tài sản anh chị em. Anh chị em hiểu ý tôi nói không ạ? Anh em có tài sản, có tiền của, có nhà cửa, nhưng nếu anh em đặt lòng mình vào tài sản, tiền của, nhà cửa thì Satan bước vào được. Nhưng đồng thời một người có tài sản, có tiền của, nhưng đặt lòng tin cậy nơi Chúa, để Chúa thay mặt anh em giữ gìn giùm những sự đó, Satan dám đụng vô không? Anh em được an ninh, anh em được bình an, của cải anh em càng ngày càng nhiều lên. Nhưng sao ạ? Khi của cải nhiều lên thì Chúa nói sao? Đừng đem lòng vào đó. Cái này nó có một cái ranh giới cực kỳ mong manh, mà tôi gọi là nó mỏng như dao cạo râu vậy. Anh em có thấy dao cạo râu nó mỏng không? Mỏng vô cùng. Khi chúng ta bình thường, chúng ta yêu Chúa lắm, khi tiền bạc nó nhiều một tí rồi là càng là mong manh. Bởi vì tiền bạc nó có sự cám dỗ của nó, của cải nó có sự cám dỗ của nó. Cho nên cha em ơi, Thi Thiên 62 dặn chúng ta rất rõ ràng rồi: khi của cải thêm nhiều lên, đừng đem lòng vào đó. Tôi nghe sự này một lần, tôi biết sự này một lần, và tôi nghe phán tới hai lần rằng là sự quyền năng thuộc về Đức Chúa Trời. Có nghĩa là gì anh chị em? Có nghĩa rằng tất cả những gì cai trị trên đất này, tất cả những gì có thể điều khiển mà có quyền tối thượng trên đất này, không phải là tiền bạc, mà là chính Chúa. Chính Chúa. Cho nên nhiều người ngày hôm nay không có Chúa đó, họ cho rằng tiền bạc là quyền lực nhất trên thế giới này, cho nên họ đổ xô đi tìm kiếm. Và họ vinh danh những tỷ phú, và họ tôn vinh các tỷ phú là quyền lực nhất thế giới. Ok, cứ cho là con người nói như vậy đi, nhưng Kinh Thánh không nói vậy. Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời là quyền lực nhất thế giới. Kinh Thánh nói rằng là Hội Thánh Ngài là quyền lực nhất thế giới. Kinh Thánh nghe nói rằng Chúa Giêsu Con Trời là quyền lực nhất thế giới. Anh chị em muốn đi theo người quyền lực nhất thế giới không? Hãy tin theo Chúa. Cho nên chị em khi chúng ta được mặc khải về điều này, lãnh hội về điều này, thì đời sống đức tin anh em thay đổi. Nó vậy thôi đó, nhưng mà để sống với đức tin Abraham là cả một quá trình. Chúa sẽ thử anh em. Chúa thử anh em. Tôi cũng đã được thử luyện, và tôi biết nhiều người sẽ được Chúa thử luyện. Đôi khi đó, chúng ta nói rằng mình bình an, Chúa ban cho mình bình an. Nhưng mà giả dụ đi nha,
Tôi lấy ví dụ anh em thử tưởng tượng thôi. 9 buổi chiều hôm nay, tất cả tiền bạc anh em mất hết. Anh em thật bình an không? Hơi căng, phải không? Phải thành thật là hơi căng. Đó nè, Đức Chúa Trời sẽ đưa anh em đến cái điểm đó. Nếu anh em thực sự là người được Chúa kêu gọi để phục vụ nha, Chúa sẽ đưa anh em đến điểm đó. Chúa sẽ đưa anh em đến một cái điểm rằng lòng anh em chỉ thực sự nương cậy một mình Ngài. Bởi vì Chúa Giê-xu nói, một người không thể làm tôi hai chỗ, không thể vừa phục vụ Đức Chúa Trời vừa phục vụ mà một. Cho nên Chúa sẽ đưa đến những thử luyện. Anh em yên tâm đi, không ai ép anh chị em điều đó đâu. Nhưng mà hoàn cảnh Đức Chúa Trời sẽ bắt đầu đưa, đưa anh chị em đến cái chỗ, đến một cái điểm để anh em lựa chọn. Chúa ơi, con tiếp tục ở với Ngài, con không bỏ đức tin của con vẫn bám theo Ngài. Bây giờ con mất tất cả rồi, nhưng mà con vẫn còn Ngài, có nghĩa là con có tất cả mọi điều. Đến một lúc anh chị em sẽ nói được câu đó thật từ đáy lòng của mình. Nói thật là nói khi nào? Nói thật là nói khi trong túi anh em không còn cái gì. Còn trong túi vẫn còn thì coi chừng chứ chưa thật, đúng không? Đây. Không, thực sự như thế. Và tôi biết năm 1998 Chúa đã đưa tôi đến điểm đó. Đưa tôi đến điểm đó. Không còn một cái gì, đúng nghĩa đen luôn. Không còn cái gì cả. Và lúc đó con người ta đứng giữa ranh giới, đi theo đời này hay là tiếp tục nương cậy Chúa. Anh em có cay đắng Đức Chúa Trời không? Anh em có oán trách Ngài không? Anh em có tiếp tục yêu Ngài như trước kia mình nói yêu Ngài không? Đó là thử thách. Nhưng mà ngay thời điểm đó, Chúa mong đợi thấy hình ảnh anh em tiếp tục quỳ gối xuống và nói lạy Chúa, Ngài là sự sống của con. Bỏ Ngài con biết theo ai. Amen. Và sau đó Chúa phục hồi tất cả. Anh em nhớ ông Gióp không? Sau đó Chúa phục hồi tất cả. Tóm lại, buổi sáng hôm nay tôi muốn truyền đạt đến cho anh chị em những chân lý rất ngắn gọn thôi. Đó là những điểm đặc biệt của đức tin Abraham. Điểm đặc biệt đầu tiên của đức tin Abraham là gì? Ông sống rất vô tư. Bất kể nan đề gì xảy đến, ông luôn nói Chúa lo liệu, đừng sợ. Amen. Chúa lo liệu. Chúa lo liệu hết rồi. Sức khỏe Chúa lo liệu rồi. Tài chánh Chúa lo liệu rồi. Con cái Chúa lo liệu rồi. Gia đình Chúa lo liệu rồi. Lấy người nào làm vợ Chúa lo liệu luôn rồi. Lấy người nào làm chồng đừng sợ ế, Chúa lo liệu luôn rồi. Chúa lo liệu hết rồi. Đó là đức tin Abraham. Và một người sống như vậy bình an không anh chị em? Bình an. Điểm thứ hai, Abraham không đặt đức tin mình trên tài sản, nhưng ông đặt đức tin ông nơi đấng ban cho ông tài sản đó. Cho nên khi ông có thể mất tất cả, ông vẫn còn hy vọng. Đó là điểm đặc biệt của đức tin Abraham. Anh em hãy học tập đức tin đó. Điểm thứ ba, đó là đức tin Abraham là đức tin đã qua thử luyện, không phải là vàng non, nhưng mà đã qua thử luyện. Và chân lý chúng ta học là ở đâu có sự thử luyện đức tin, ở đó có sự nâng cấp. Nâng cấp, có sự đột phá, phải không ạ? Đột phá tài chánh, đột phá trong sức khỏe, đột phá trong chức vụ, đột phá trong năng quyền, đột phá trong tình yêu, đột phá trong tất cả mọi điều. Bất kể những sự đột phá đó, nếu đến đều theo sau cái sự thử luyện đức tin. Theo sau. Cho nên anh em à, nếu chúng ta từ chối thử thách, từ chối thử luyện, từ chối cái cám dỗ để vượt qua, thì chúng ta cũng đồng nghĩa với từ chối sự nâng cấp lớn lên. Cho nên ba điểm đó anh chị em nhớ ghi nhớ.
Giảng thì nhiều lắm, nhưng buổi trưa hôm nay mình học 3 điều đó thôi. Anh em amen không ạ? 3 điều đó thôi. Và anh em hãy sống đúng trên 3 điều đó. Và bây giờ chúng ta sẽ về nhà, chúng ta bắt đầu cầu nguyện cho những điều đó, để thực sự mình không phải là chỉ người nghe làm đủ, nhưng mà người sống bằng lời của Đức Chúa Trời, sống theo những nguyên lý cách sống của Chúa à, thì chúng ta sẽ được vinh hiển và nâng cấp trên đời này. Chúng ta sẽ đi từ chỗ này đến chỗ khác đầy đức tin, đầy vinh quang, đầy những sự tôn trọng khắp mọi nơi. Amen chị em. Cảm ơn Chúa. Anh em có nhận được gì buổi sáng hôm nay không? Có cái gì tâm đắc nhất anh em nhận được buổi sáng hôm nay không? Có không? Ai nói có lớn tiếng thế nhỉ? À, xin mời đứng dậy ạ. À, thế anh nhận được điều gì tâm đắc nhất buổi sáng hôm nay? Dạ. Yeah. À, xin lỗi một chút xíu cho anh ấy một cái mic để anh nói nào. Dạ. Yeah. Anh nói một điều gì mà anh tâm đắc nhất buổi sáng hôm nay anh nhận được nào? Tâm đắc nhất là một sư giảng về đức tin của Abraham. Yeah. Thứ nhất là mọi điều đều tin vào đức tin, tin cậy vào Chúa. Thứ hai là tin Chúa chứ đừng không có tin Chúa chứ không đức tin Chúa chứ không tin những của cải vật chất, mọi thứ mà Chúa ban cho. Amen. Đức tin thứ ba là đức tin đã được tôi luyện và thử luyện rồi. Đó là thì phải được của... nâng cấp. Vỗ tay cho người anh em của chúng ta. Cảm ơn ạ. Cảm ơn ạ. Cảm ơn anh rất là nhiều. Ai nhận được điều gì tâm đắc nhất nữa nè? Tôi giảng nhiều lắm cơ mà. Sao mới có mấy câu như này không thấy ai giơ tay hết? Còn ai nữa không? Ai nhận được điều gì cho mình? Ai nhận được điều gì cho mình buổi sáng hôm nay qua cái sứ điệp ngắn gọn này? Và để dạy chúng ta lối sống ở trong Chúa. Mạnh dạn lên. Ai thấy tâm đắc nhất? Còn nữa không? Dạ. Không có hay sao? Vâng, xin mời người anh em này. Mời người anh em đây. Dạ. Người anh em này nhận được điều gì tâm đắc nhất nào? Dạ, cảm ơn Chúa. Dạ, xin chào tất cả mọi người. Chúc tất cả mọi người có một buổi sáng Chủ nhật thật là bình an. Cảm ơn Chúa. Dạ, sứ điệp trong buổi sáng ngày hôm nay đó là hãy sống lạc quan trước những nan đề và hãy bám lấy Chúa một cách mạnh mẽ để cùng Chúa vượt qua những khó khăn và những thử thách trong cuộc sống này. Cảm tạ ơn Chúa. Amen. Ok. Từ từ. Lạc quan trước những nan đề là như thế nào? Dạ, nghĩa là cụ thể làm sao? Dạ, lạc quan trước những nan đề có nghĩa là khi gặp những cám dỗ trong đời sống thì cùng kết hợp với những lời lẽ trong Kinh Thánh. Và trong đó có những sứ điệp mà Chúa đã muốn nhắn nhủ tới cụ thể hơn. Abraham đã nói gì trong thử thách của ông? Abraham nói mọi thứ hãy giao phó hết cho Chúa. Ông đâu nói câu đó. Sáng Thế Ký chương 22 câu 8, ông đầu nói câu đó. Đấy là Đức Mỹ nói đấy chứ. Thôi, cảm ơn Đức Mỹ, ngồi xuống trong sự bình an. Cho Đức Mỹ trao vào tay khích lạc. Đó. Đúng rồi. Hãy nói đúng gì Chúa nói. Amen. Anh chị em nào khác khích lệ lên. Xin mời. Rồi, sẽ thứ hai. Người anh em dưới kia. Rồi. Dạ, anh Tuấn học được điều gì buổi sáng hôm nay tâm đắc nhất? Dạ, xin chào mục sư, chào tất cả. Dạ. Anh chị em. Thì tâm đắc nhất đối với em hôm nay là không tin vào những gì mình được có mà chỉ tin vào đấng ban cho. Cảm ơn Chúa. Những gì mình có. Dạ. Cảm ơn Chúa, vỗ tay cho anh Tuấn của chúng ta. Đúng chính xác như thế. Đừng tin vào những gì mình đang có, nhưng hãy tin vào đấng ban cho chúng ta những sự đó. Để chi? Để khi những sự đó dầu có bị cất đi thì chúng ta vẫn có hy vọng trong cuộc sống này. Amen. Sợ nhất là cái người tuyệt vọng. Có phải không Giang? Cái người tuyệt vọng là cái người dễ thắt cổ với nhảy lầu lắm. Ra sông Sài Gòn kia sẽ thấy. Đó là những người tuyệt vọng.
Nhưng nếu chúng ta tin vào đấng ban cho mọi sự, thì dù mọi sự chúng ta có bị cất đi, chúng ta vẫn có hy vọng trong cuộc sống này. Mà người còn hy vọng là còn làm ra của cải. Amen. Còn hy vọng sống thì còn có tất cả lại mọi điều. Amen. Mất hy vọng là mất hết tất cả. Này có ba điều: đức tin, hy vọng, tình yêu. Phải có hy vọng để chúng ta mới có đức tin. Cảm ơn anh Tuấn. Rồi xin mời người chị em của chúng ta, chị Dương, chị học được điều gì tâm đắc buổi sáng hôm nay? Dạ em cảm ơn Chúa vì lời của Chúa hôm nay. Là em có nhớ là một sư giảng một cái điều tâm đắc cho em, đó là Chúa là đấng lo liệu cho mình. Amen. Và khi mà thử thách đến thì đừng có cầu nguyện xin Chúa cất thử thách đi, hay là cám dỗ đến thì đừng có cầu nguyện là xin Chúa cất cám dỗ đi, nhưng mà cầu nguyện xin Chúa cho mình mạnh mẽ. Amen. Hallelujah. Vỗ tay cho người cha em chúng ta đã nhớ chi tiết này. Và đó cũng là một cái lời giải bày để bổ sung cho những cái sự thiếu sót của anh Đức Mỹ của chúng ta. Rõ ràng Abraham ông nói rằng Chúa lo liệu, đừng lo con. Chúa lo liệu. Amen Đức Mỹ. Chúa lo liệu. Mình hãy nói đúng lời Chúa. Khi thử thách đến, khi khó khăn đến, khi tài chánh sập đổ, khi công việc không còn gì, người ta nói bây giờ mày tính sao Mỹ? Chúa lo liệu, đừng lo. Amen. Đó, cha mẹ hỏi thế giờ mày đi lang thang này mày tính sao Mỹ? Chúa lo liệu, đừng lo mẹ ơi ba ơi. Chúa lo liệu. Chúa lo liệu chính là cái lời của Kinh Thánh đầy quyền năng. Và Đức Chúa Trời chúng ta có một cái danh gọi là đấng chu cấp. Đấng chu cấp. Phải không ạ? Đấng chu cấp. Và Ngài là đấng sẽ làm cho chúng ta đầy đủ mọi sự khi chúng ta đặt đức tin nơi Ngài. Và một điều mà người cha em chúng ta nói bổ sung thêm đó là gì ạ? Đôi khi thử thách cám dỗ đến, đừng la làng lên, đừng méo xèo cái mặt, đừng cảm thấy khó chịu quá, nhưng hãy quỳ gối xuống: Chúa ơi, cho con mạnh mẽ lên để con thắng hơn nan đề này, cho con mạnh hơn để con chiến thắng cám dỗ này và làm tôn vinh danh của Chúa. Amen. Cảm ơn Ngài, thật là tuyệt vời vì những cái lời mà anh chị em học được trong giao lưu trong buổi sáng hôm nay. Tôi rất là được khích lệ vì anh chị em đã lắng nghe lời của Chúa. Cái sự mà buồn nhất ấy, là khi mình giảng mà không có ai nghe. Nói gì mà hết rác hết ra cổ mà dưới không ai nghe hết trơn. Thế là buồn. Nhưng mà anh chị em đã nghe và anh chị em đã lãnh hội được những điều chính yếu trong những gì mà buổi sáng này mình nói. Cảm ơn Chúa. Mình thấy rằng mình có một Đức Chúa Trời quyền năng. Amen chứ. Cảm ơn. Chúng ta hãy đồng đứng mình cầu nguyện nha. Mình cầu nguyện cho sứ điệp buổi sáng này. Dạ. Mình cầu nguyện cho sứ điệp buổi sáng này. Cầu nguyện cho những gì mà anh chị em vừa mới nghe. Tôi tin rằng những gì anh chị em vừa nghe nó sẽ thay đổi cuộc sống anh chị em kể từ hôm nay. Vì lời của Chúa nói rằng một người không thể làm tôi hai chủ. Đó là Chúa Giê-xu nói. Chúng ta có thể nghĩ rằng mình có thể làm tôi hai chủ, nhưng Chúa Giê-xu thì nói khẳng định rằng chúng ta không thể làm tôi hai chủ. Anh chị em ơi, đừng để cho những sự đời này làm Chúa của mình, nhưng hãy để cho Đức Giê-hô-va làm Chúa của mình. Tôi muốn anh em cầu nguyện giờ này đi ạ. Điều thứ nhất, lạy Chúa, khi nan đề đến, con sẽ biết rằng Chúa là Chúa của con. Con sẽ nói với nan đề rằng Chúa lo liệu, Chúa lo liệu, Chúa lo liệu, Chúa lo liệu. Anh em cầu nguyện đi ạ. Khi nan đề thử thách đến, khi khó khăn đến, khi mọi sụp đổ đến, khi hoạn nạn đến, bệnh tật đến, con sẽ bắt đầu học Chúa, học Abraham của con, và con nói rằng Chúa liệu, đừng lo gì cả. Chúa tự lo liệu cho mình, đừng lo gì cả. Còn cảm ơn Ngài Chúa. Anh em hãy cầu điều đó để nó ghi vào trong linh anh chị em đi ạ. Hãy cầu nguyện đi ạ, cầu nguyện đi ạ, cầu nguyện đi ạ, cầu nguyện đi ạ. Còn cảm ơn Ngài. Hallelujah. 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 Trong danh của Giê-xu quyền đó. Ô, tôi phóng thích linh đức tin này đến cho anh em. Tôi phóng thích linh đức tin này đến cho anh em. Anh em đặt lòng tin nơi Chúa, anh em sẽ nói Chúa lo liệu. Anh em sẽ đón nhận ân điển từ nơi Ngài trong mọi hoạn nạn, trong mọi thử thách, trong mọi nan đề, trong mọi khó khăn. Chúa lo liệu, Chúa là đấng lo liệu, Chúa là đấng lo liệu. Hallelujah. Chúa là đấng lo liệu, Chúa là đấng chu cấp, Chúa là đấng sắm sẵn, Chúa là đấng làm mọi điều. Oh hallelujah. Con ngợi khen Ngài Chúa, ngợi khen Ngài, ngợi khen Ngài, ngợi khen Ngài. Hallelujah. Ngợi khen Ngài. Hallelujah. Ngợi khen Ngài. Hallelujah. Ngợi khen Ngài. Cảm ơn Ngài. Tôi nói rằng ô, đức tin này sẽ đến trên lòng anh em.
Tôi nhân danh Chúa Giêsu phóng thích đức tin này đến trên lòng anh em. Tôi nhân danh Chúa Giêsu phóng thích cái đức tin này đến vào lòng anh em, đến trong linh anh em. Từ nay anh em đối diện với nan đề, anh em sẽ nói Chúa là liệu, Chúa là đấng chu cấp, Chúa là đấng sắm sẵn, Chúa là đấng làm mọi điều. Tôi không phải làm gì cả, con cảm ơn Ngài vì điều này. Hallelujah, hallelujah. Ô, con tôn vinh Chúa Giêsu ở nơi đây. Ô, đấng đến để chiên Ngài được sự sống và sống dư dật. Ô, hallelujah, đấng đã chịu nghèo khó để anh em con nên giàu có. Đấng đã chịu bất an để anh em con được bình an. Đấng đã chịu sỉ nhục để anh em con được vinh dự. Đấng đã bị ruồng bỏ để chúng con được tiếp nhận. Con tôn vinh Chúa tại nơi này. Con tôn vinh Chúa tại nơi này. Con tôn vinh Chúa giữa hội thánh tại nơi này. Con tôn cao Đức Chúa Trời của con tại nơi này. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Và cả hội chúng nói amen. Hallelujah, cảm ơn Ngài. Điều thứ hai chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, hãy giúp cho con thật lòng kể từ ngày hôm nay, con không đặt đức tin con trên tài sản của con. Con không đặt đức tin con trên số tiền ở trong tài khoản ngân hàng của con. Con không đặt đức tin con trên nhà đất con có, xe cộ con có, vợ con, chồng con có. Nhưng con đặt đức tin con lên Đức Chúa Trời quyền năng của con. Anh em cầu nguyện đi à, cầu nguyện đi à, cầu nguyện đi à. Anh em hãy nói với Chúa điều đó. Anh em hãy nói với Chúa điều đó. Anh em hãy nói với Chúa điều đó. Anh em khẳng định với Chúa điều đó. Dù anh em có 100 tỷ, 1000 tỷ, đừng đem lòng vào đó. Dù anh em có 1000 tỷ, tỷ đô la cũng đừng đem lòng vào đó. Vì sự quyền năng thuộc về Đức Chúa Trời. Vì sự quyền năng chỉ thuộc về Đức Chúa Trời. Chỉ có một mình Ngài mới là đấng có thể cầm giữ mọi sự. Còn không có sự gì bền bỉ trên đất này. Tôi khẳng định với anh chị em, anh em hãy cầu nguyện ra, cầu nguyện ra, cầu nguyện ra. Hãy để cho điều này đi vào linh anh em. Để cho điều này đi vào linh anh em. Để cho điều này đi vào linh anh em. Để cho điều này đi vào linh anh em. Để khi của cải thêm lên anh em không đem lòng vào đó. Để khi tài sản anh em lên anh em không đem lòng vào đó. Cầu nguyện đi anh chị em. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, con cảm ơn Ngài. Vì Ngài là đấng ban cho chúng con mọi điều. Ngài là đấng xứng đáng để được thờ phượng duy nhất. Ô, con tôn vinh Chúa Giêsu chúng con. Ô, vì lời của Chúa chép rằng hãy chỉ thờ phượng một mình Đức Chúa Trời của ngươi mà thôi. Satan hãy lui ra đằng sau ta. Hãy ta chỉ thờ phượng một mình Đức Chúa Trời của ta mà thôi. Satan hãy lui ra đằng sau của ta. Của cải của mày, tất cả mọi sự của mày hãy lui ra đằng sau của ta. Hallelujah, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài, Chúa ơi, Ngài xứng đáng để chúng con thờ phượng. Ngài xứng đáng để chúng con cầu nguyện. Ngài xứng đáng để chúng con tin cậy. Ngài xứng đáng. Bởi vì khi mọi sự mất đi thì con Ngài vẫn là niềm hy vọng của chúng con. Chúa ơi, chúng con tạ ơn Ngài, tạ ơn Ngài, tạ ơn Ngài, tạ ơn Ngài. Và cả hội thánh đồng cầu nguyện trong danh Giêsu. Amen. Hallelujah. Điều thứ ba chúng ta cầu nguyện ngay giờ này anh chị em, đó là anh chị em đừng sợ thử thách. Bởi vì mọi thử thách cám dỗ đến là để cho đức tin anh em được thử luyện và anh em được nâng cấp. Anh em nói với Chúa đi à, Chúa ơi, con không ngại thử thách. Con vui mừng đón nhận thử thách. Vì con là người có khả năng nhờ cậy Chúa chiến thắng thử thách. Con là người có sức mạnh của Thánh Linh Ngài có thể đạt đổ thử thách, vượt qua thử thách, sống trên thử thách để đức tin con được hoàn thiện toàn vẹn không thiếu thốn chút nào. Anh em cầu nguyện đi ạ. Đừng sợ thử thách. Nói với Chúa rằng con vui mừng khi thử thách trăm bề thọt đến. Lòng con vui mừng, con kiên nhẫn, con chịu đựng, con dùng sức của Ngài, con cầu nguyện nhiều hơn, con kiên ăn nhiều hơn. Anh em nói đi ạ. Anh em nói với Chúa rằng thử thách là động cơ, là động lực để con kiên ăn nhiều hơn, cầu nguyện nhiều hơn, học lời Chúa nhiều hơn, tìm kiếm Chúa nhiều hơn. Ô, đó là điều con vui mừng. Đó là điều dẫn con đến gần Chúa Giêsu hơn. Đó là điều mà con kinh nghiệm Đức Chúa Trời hơn. Con không ngại thử thách đâu. Nhưng Chúa ban sức cho con để vượt qua thử thách. Em cầu nguyện đi ạ. Hãy cầu nguyện. Tôi công bố rằng linh mạnh dạng này hãy tràn ngập lòng anh em giờ này. Tôi phóng thích một linh dạng dĩ trên anh em giờ này. Một linh mạnh sức trên anh em giờ này. Một linh đầy dẫy những cái sự tôn kính Chúa trên anh em giờ này. Trong mọi hoàn nạn, anh em là người ngập chìm trong những điều đó. Oh, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Cầu nguyện đến chị em, cầu nguyện đến chị em, cầu nguyện đến chị em. Anh em nói với Chúa rằng, Chúa ơi, hallelujah, hãy rèn thử con. Anh em hãy cầu nguyện với Chúa đến em, hãy thử con để biết lòng con. Ô, hãy thử con để biết những ý tưởng trong lòng con. Hãy thử con để biết có điều ác nào trong con hay không. Anh em cầu nguyện đi. Chức Chúa Trời sẽ bắt đầu làm việc điều đó trên em. Để làm gì? Để nâng cấp anh chị em lên. Để thăng cấp anh chị em lên.
để làm hoàn thiện anh chị em lên, để anh em được lớn lên trong thế giới thuộc linh, trong gia đình đức tin của Ngài. Oh hallelujah, 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 hallelujah. Tôi công bố rằng đức tin anh em là đức tin chịu thử thách được giờ này. Anh em là người không sợ thử thách. Anh em là người chiến thắng thử thách. Anh em là người tôn vinh Chúa trong thử thách. Anh là người tiếp tục tin cậy Chúa trong thử thách. Anh em là người chiến thắng trong vinh quang của Ngài. Cả dân sự nói hallelujah. Oh, hallelujah. Tài thờ phượng Chúa một bài hát nè. Một bài hát đầy dẫy đức tin nè. Anh em có được khích lệ trong sự cầu nguyện không ạ? Hallelujah, tôi thấy Chúa đang ở đây. Chúa đang hiện diện ở đây. Vâng, Chúa đang muốn khích lệ anh em. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài thật nhiều. Lời hứa của Ngài, Ngài sẽ không lìa bỏ chúng con, không
lìa xa chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài về lời hứa quý báu này. Dù chúng con đi bất cứ nơi nào, ở trong hoàn cảnh nào, thì quyền năng Phật ở bên cạnh chúng con. Chúa ơi, đây là cơ sở của đức tin chúng con. Đây là nền tảng cho lòng chúng con mạnh dạn mà nói rằng: Chúa giúp đỡ chúng con hết, người đời làm chi tôi được. Trên trời chúng con cũng không có ai ngoài Chúa. Dưới đất này chúng con cũng không thèm khác ai ngoài Ngài. Đức Chúa Trời ơi, hãy đến và làm đầy dạy hội thánh của Ngài. Một lòng tôn kính, tin cậy, đeo bám vào chỉ một mình Ngài. Chúng con chúc phước cho hội thánh nhà muôn dân này, là một hội thánh chỉ thờ phượng một mình Đức Chúa Trời mà thôi, chỉ tôn kính một mình danh Giêsu Christ mà thôi. Ô, chỉ nhờ cậy Thánh Linh mà làm công việc của Ngài mà thôi. Tiền bạc không có chỗ trong hội thánh của Ngài. Danh vọng địa vị đời này không có chỗ trong hội thánh của Ngài. Chúng con nhờ cậy sức Ngài mà đi tới. Chúng con biết rằng Chúa ở bên cạnh chúng con. Chúa là đấng lo liệu và sắm sẵn cho chúng con mọi điều. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con kính danh Ngài. Thánh thế tục của thế gian này không có chỗ trong hội thánh của Ngài. Tôn cao Chúa Giêsu, Ngài là chủ của hội thánh Ngài, Ngài là Chúa của hội thánh Ngài, Ngài đã mua hội thánh Ngài bằng huyết của Ngài, và bởi cớ đó Ngài xứng đáng được tin cậy, được tôn kính, được ngợi khen và được tôn thờ tại nơi này. Lạy Chúa, hãy đổ đầy lòng anh em con buổi sáng hôm nay, đổ đầy đức tin của Abraham, đổ đầy một đức tin sắt đá, đổ đầy một đức tin duy nhất nơi một mình Đức Chúa Trời. Lạy Chúa, con cầu nguyện để đức tin anh em là đức tin chịu thử luyện được, và anh em được nâng cấp trong thế giới thuộc linh của Ngài, trong vương quốc của Ngài. Chúng con tạ ơn Ngài, và cả hội thánh đồng ý cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Trong sự hiện diện của Chúa. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.